Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Thủ tướng Anh Winston Churchill từng có câu nói để đời: thế giới này không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Nghĩa là trong đường lối ngoại giao, lựa chọn làm bạn hay đối đầu nhau trên chiến trường thì tiêu chí cao nhất để đánh giá, định vị mối quan hệ đó chính là lợi ích quốc gia. Thế nhưng thực tế, Việt Nam chúng ta có rất nhiều quốc gia là bạn bè, anh em hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Ngoài người anh em Cuba hay Liên Xô thì một quốc gia nữa đó chính là Iraq. Thậm chí chỉ với một câu nói của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình, Iraq đã xóa toàn bộ nợ cho Việt Nam, khiến hai ông lớn Mỹ-Trung phải hết lời nể phục. Vậy lý do vì sao Iraq lại quyết định hào phóng xóa nợ cho Việt Nam? Bà Nguyễn Thị Bình đã nói câu gì khiến chính phủ Iraq thay đổi nhanh chóng như vậy? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, vào năm 2001, Tổng thống Nga Putin đã xóa 85% số nợ là 11 tỷ đô la viện trợ cho Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. 15% còn lại là 1,65 tỷ đô la Việt Nam được phép trả trong vòng 23 năm dưới dạng Nga đầu tư ở Việt Nam. Không những xóa nợ cho Việt Nam, mà hầu như Nga đã xóa nợ cho tất cả các nước mắc nợ Liên Xô cũ trước khi sụp đổ. Trong đó xóa nợ 29 tỷ USD nợ cho Cuba, xóa 11 tỷ USD cho Bắc Triều Tiên, xóa khoản nợ 572 triệu USD cho các nước nghèo nhất thế giới. Mặc dù thời điểm đó, Nga cũng đang đối mặt với khoản nợ lên tới 151 tỷ USD. Trong đó riêng nợ của Nga đối với câu lạc bộ Paris là 48 tỷ USD. Ngoài ra thì Iraq cũng là quốc gia đã hào phóng xóa nợ cho Việt Nam, thậm chí còn trong thời gian nước này đang gặp rất nhiều khó khăn và bị cấm vận. Mới đây sau nhiều năm, Đại sứ Nguyễn Quang Khải đã kể về cuộc gặp gỡ xúc động giữa nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình và Tổng thống Saddam Hussein về việc Iraq xóa nợ cho Việt Nam. Cụ thể, Đại sứ Nguyễn Quang Khải kể lại như sau. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đương kim Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam VPDF. Trong cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè, đất nước xuất bản năm 2012 có viết: Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Ngoài người anh em Cuba hay Liên Xô thì Iraq là một trong những nước ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta chí tình nhất, cả về tinh thần lẫn vật chất, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Năm 1973, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mở đại sứ quán tại Iraq. Lúc đó miền Nam đang dốc sức, tập trung chiến đấu, khả năng tài chính rất hạn hẹp. Chính phủ Iraq đã chi phí toàn bộ cho hoạt động của đại sứ quán, từ trụ sở đến xe cộ và một khoản tiền mặt để trang trải các khoản chi tiêu hàng ngày. Tôi còn nhớ khi khai trương đại sứ quán tại thủ đô Baghdad, Tổng thống Iraq lúc đó là Ahmed Hassan al-Bakr đã gửi đến tặng một chiếc xe Citroën mới tinh và loại sang trọng nhất. Các tổ chức quần chúng như Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Iraq do ông Aziz Sharif làm chủ tịch, hội phụ nữ, thanh niên, tổ chức quyên góp tiền, quần áo, chăn màn gửi sang Việt Nam. Năm 1971, bà Bình, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Paris sang thăm Iraq, được đón tiếp hết sức trọng thị như một người anh hùng. Quân chúng đứng hai bên đường vẫy cờ hoa. Năm 1975, sau giải phóng miền Nam, chúng ta tiếp quản Sài Gòn với muôn vàn khó khăn. Tháng 10 năm 1975, bà Bình trở lại thăm Iraq với nhiệm vụ vận động chính phủ Iraq cho vay dầu. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Mặc dù bạn rất nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam, nhưng khi đi vào những vấn đề kinh tế thì họ phải tính toán kỹ các mặt. Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng lúc đó là Saddam Hussein đã tiếp bà Bình. Khi nghe bà trình bày những khó khăn của Việt Nam sau giải phóng, ông đã trả lời ngay: Chúng tôi đã quyết định tặng Việt Nam 400.000 tấn dầu, coi đây là món quà gửi nhân dân miền Nam nhân ngày chiến thắng và cho vay 1,5 triệu tấn nữa. Bà Bình đã không tin vào tai mình và hỏi lại ngài phiên dịch thì mới biết chắc chắn đó là sự thật. Vào thời điểm này, ông Nguyễn Cơ Thạch là Thứ trưởng Ngoại giao của miền Bắc cũng thăm Iraq. Saddam Hussein cũng đã quyết định cho miền Bắc vay 2 triệu tấn dầu không tính lãi. Sau khi thống nhất đất nước năm 1976, ta chuẩn bị hợp tác với nước ngoài để thăm dò và khai thác dầu khí, còn rất thiếu kinh nghiệm đàm phán và ký kết hợp đồng. Chính phủ Iraq đã cử các chuyên gia luật pháp và dầu khí giỏi nhất sang giúp ta, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý, tránh bị hớ trong làm ăn với các công ty dầu khí nước ngoài. Theo hiệp định vay nợ, năm 1979, ta bắt đầu phải trả đợt đầu tiên cho Iraq. Lúc này đất nước vẫn chưa ra khỏi khó khăn, cả vết thương chiến tranh chưa lành, kinh tế bị tàn phá nặng nề thì lại phải dồn sức vào một cuộc chiến tranh mới chống quân Pol Pot, gây rối ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc. Việt Nam không trả được nợ cho Iraq theo hạn định. Năm ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thăm Iraq. Chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein đã quyết định cho Việt Nam vay 100 triệu đô la để trả số nợ đến hạn cho chính Iraq. Một quyết định có 102 trong quan hệ giữa các quốc gia. Những năm tiếp theo sau đó, nước ta vẫn bộn bề khó khăn, không trả được nợ cho Iraq. Trong tình hình như vậy, chính phủ ta đề nghị chính phủ Iraq cho hoãn nợ và nhận trả nợ bằng hàng hóa và lao động. Một phần nợ khác được dùng để đầu tư trở lại Việt Nam. Trong những năm 80, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do phải tiến hành cuộc chiến tranh với Iran, chính phủ Iraq vẫn đồng ý với đề nghị của ta. Gạo, tre, quần áo và một số hàng hóa khác đã được xuất sang Iraq để trả nợ. Hàng ngàn lao động của ta đã lên đường sang Iraq làm việc, trích một nửa tiền lương để trả nợ cho bạn, một nửa còn lại gửi về giúp gia đình. Những người bạn Iraq biết như vậy là không được tốt, nhưng việc làm này vừa giúp Việt Nam trả được một phần nợ, vừa giúp các gia đình lao động cải thiện được cuộc sống. Những người lao động Việt Nam được Iraq đối xử rất tử tế, không khác gì công dân của họ. Các công trình như đập thủy điện Al-Hadiha gần cách thủ đô Baghdad khoảng 100 km, đập Abadush ở Mosul là một trong những công trình tiêu biểu của tình hữu nghị Việt Nam-Iraq hiện nay vẫn phát huy tác dụng. Liên doanh sản xuất chè Phú Đa lấy chữ đầu của tỉnh Phú Thọ và chữ cuối của Baghdad để đặt tên cho liên doanh này, và liên doanh xay sát lúa Cần Thơ ra đời và bây giờ vẫn hoạt động hiệu quả. Bà Bình đánh giá rất cao sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân Iraq và trân trọng những tình cảm đặc biệt của ông Saddam Hussein dành cho Việt Nam. Đến năm 2002, mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng ta vẫn chưa trả hết nợ cho Iraq. Tháng 2 năm 2002, bà Bình đề nghị chính phủ ta cho phép thăm Iraq với lý do bà sắp nghỉ hưu và trước khi nghỉ, bà muốn gặp lại ông Saddam Hussein để nói đôi lời với ông về món nợ chưa trả được này. Lúc đó cũng có ý kiến cho rằng ta vừa ký hiệp định thương mại BTA với Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Iraq là hết sức căng thẳng. Liệu chuyến đi có gây khó khăn cho quan hệ Việt Nam với Mỹ đang trên đường cải thiện hay không? Quyết định cuối cùng, bà Bình và đoàn đại biểu chính phủ ta lên đường. Sau chuyến đi, việc thực hiện hiệp định BTA vẫn tiến triển bình thường. Tôi nghĩ rằng người Mỹ cũng hiểu được chuyến thăm Iraq của bà Bình là câu chuyện giữa Việt Nam và Iraq, thể hiện tính nhân văn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Biết ơn những người đã từng ủng hộ và giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng chính là văn hóa của người Mỹ. Sau 22 năm trở lại thăm Iraq, bà Bình vẫn là thượng khách của chính phủ Iraq. Sau khi đến Iraq, bà được Tổng thống Saddam tiếp đón thân mật tại tòa lâu đài Anfal gần sân bay quốc tế Baghdad. Sau khi đánh chiếm Iraq năm 2003, Mỹ đã biến chính lâu đài này thành nhà tù giam giữ Saddam Hussein và các nhà lãnh đạo của chính quyền cũ, đổi tên thành doanh trại Camp Cropper. Năm 2002, tôi là đại sứ tại Iraq. Do tiếng Ả Rập của tôi được mọi người tin tưởng, phía Iraq đề nghị tôi kiêm phiên dịch cho buổi gặp gỡ này. Trong buổi trò chuyện thân mật, bà Bình bộc bạch: năm 1975, tôi thăm Iraq. Tổng thống đã quyết định cho Việt Nam vay dầu. Lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu, mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq. Tôi cảm thấy trong lòng không vui. Ngay đến đây, Saddam nói ngay: mong bà về nghỉ bình yên, giữ gìn sức khỏe và không phải suy nghĩ gì cả. Từ giờ phút này trở đi, giữa chúng ta không có nợ nần gì với nhau nữa. Bà Bình một lần nữa lại không tin vào tai mình, quay sang tôi nói: Khai, em hỏi lại xem có đúng là Tổng thống Saddam Hussein nói như vậy không? Rất nhanh ý, biết bà Bình có thể chưa hiểu hết ý của mình, ông Saddam Hussein nói tiếp luôn: tôi không biết con số cụ thể Việt Nam còn nợ Iraq là bao nhiêu, nhưng mà 5 giờ chiều nay tôi sẽ cử Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan đến dinh thự của bà đang ở để ký biên bản thỏa thuận xóa toàn bộ số nợ này. Đúng 5 giờ chiều, Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan cùng một số quan chức trong chính phủ Iraq đem một biên bản thỏa thuận đã được đánh máy sẵn. Tôi không nhớ nguyên văn, bản thỏa thuận chỉ có vài dòng với nội dung ngắn gọn, đại ý như thế này. Theo chỉ thị của Tổng thống Saddam Hussein, từ hôm nay, ngày 3/10/2002, chính phủ Iraq quyết định xóa toàn bộ số nợ cho Việt Nam. Số tiền nợ trước ngày này chưa trả được sẽ dùng để đầu tư vào các dự án liên doanh giữa hai nước tại Việt Nam. Việc ký kết diễn ra hết sức đơn giản trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách của dinh thự Saddam dành cho bà Bình ở trong thời gian thăm Iraq. Không có nghi lễ chính thức nào. Ký xong, Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan đã đích thân lái xe đưa bà Bình đi thăm thành phố Baghdad. Việc xóa nợ như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người anh em hết sức thân thiết trong cùng một nhà. Việc chính phủ của ông Saddam quyết định xóa nợ cho Việt Nam trong lúc chính Iraq đang gặp nhiều khó khăn do bị cấm vận và có nước tìm cách gây sức ép các mặt đối với Việt Nam là hết sức quý báu. Tôi định không kể lại câu chuyện này vì ở Iraq giờ đã có chính phủ mới nắm quyền, nhưng đây là sự thật cần phải được thừa nhận. Năm 2003, Mỹ đánh Iraq, lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein. Chính quyền mới vẫn thừa nhận thỏa thuận này. Một năm sau, Mỹ và đồng minh phát động cuộc chiến chống Iraq. Tháng 12 năm 2003, Tổng thống Saddam Hussein bị bắt. 3 năm sau, ngày 30 tháng 12 năm 2006, ông bị xử tử sau một phiên tòa chớp nhoáng được tổ chức bởi chính phủ mới tại Iraq do Mỹ thành lập. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Saddam Hussein làm thơ cuối cùng, nguồn an ủi mà ông thường tìm đến trong những lúc khó khăn. Bài thơ bắt đầu bằng lời ca ngợi tình yêu của bản thân ông đối với nhân dân, rồi sau đó là sự cảnh báo những kẻ ngoại bang và những người Iraq thân Mỹ đang nắm quyền ở nước này. Hãy trải lòng mình. Tâm hồn người là bạn của tôi. Tâm hồn người là tình yêu của tôi. Đối với trái tim tôi, không nơi nào ấm áp bằng tâm hồn người. Ông Rika Mohamed Amin, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein, đã từ chức vào năm 2006 sau vài phiên xét xử. Ông quyết định từ chức là do việc xét xử không công bằng, không dựa trên luật pháp Iraq cũng như luật pháp quốc tế. Đồng thời ông luôn bị sức ép từ phía chính phủ Iraq và chính quyền Mỹ. Ông nói, nếu Saddam Hussein được xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế thì ông sẽ không bị án tử hình. Và nếu xử theo luật Iraq thì Saddam Hussein cũng không phải chịu án tử hình. Cựu Tổng thống Mỹ George Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair là những người đi đầu trong việc phát động chiến tranh xâm lược Iraq, và cái cớ giả tạo Saddam Hussein có quan hệ với lực lượng khủng bố Al-Qaeda và tàng trữ vũ khí hủy diệt mới đây đã thừa nhận sai lầm của mình. Anh em thân mến, có thể thấy việc xóa nợ như vậy chỉ có thể xảy ra giữa những người anh em hết sức thân thiết trong cùng một nhà. Việc chính phủ của ông Saddam quyết định xóa nợ cho Việt Nam trong lúc chính Iraq đang gặp nhiều khó khăn do bị cấm vận và có nước tìm cách gây sức ép các mặt đối với Việt Nam là hết sức sâu nặng. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ thì mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.